Alo, em xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Như các bạn thấy đây ạ, hôm nay nhà em đợt này nhà em về rất nhiều xe chứ không phải nói hôm nay nhé. Mọi hôm thì em lánh hết xe ở ba cái bãi này ra khu vực sân to này là chật cứng, nhưng mà hôm nay thì chưa cần lánh ra, vẫn còn nguyên hai bãi đây mà đã chật cứng rồi, có tất cả các dòng xe đã qua sử dụng hiện nay rồi. Và còn nhé, hôm nay thì em về rất nhiều cái mẫu xe mà muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con. Vậy bà con có bác chị em nào đang quan tâm, có nhu cầu là mua xe cũ thì đã qua bên em nhé. Những cái dòng xe Moling, Moliec, Vios, Vios hay là Accent hay là Innova hay là 7 chỗ Fortuner gì đó thì rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì về quá nhiều xe rồi và cũng đang cần thanh lý giảm giá rất nhiều những cái mặt hàng đang có mặt tại bãi. Có thể những chiếc xe em có thể giảm đến tầm khoảng 3 đến 40 triệu một chiếc xe. Có những chiếc xe ít tiền thì em có thể giảm cho anh em 10 triệu, mà ít tiền quá thì em chỉ giảm cho anh em 5 triệu. Đấy, bà con các bác chị em mình xem lựa được cái chiếc xe nào mà hợp lý một chút thì các bác có thể là qua bên em để xem và trải nghiệm uống nước chè, hút thuốc nào cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Địa chỉ các em thì làm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, làm ngay trên mặt đường quốc lộ 10. Đấy các bạn nhé. Các bạn hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em là 081 666 2386 hoặc 0976 227726. Vâng, ngày hôm nay thì không làm mất thời gian của mọi người, Tuấn Anh sẽ đi báo giá thật nhanh cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị ở nhà mình về những cái mẫu xe mà đang có mặt tại đây nhé. Ok, rất nhiều xe cho mọi người đây. Anh em thấy bãi nhà em bây giờ nó phải lại hơn 200 xe rồi chứ không phải là 100 xe nữa chứ các bạn ạ. Đấy, em sẽ báo giá luôn cho anh em này. Đấy, đây là anh chuyên cả số bên em nhé. Đấy, Mẹc này, đấy, một anh đầu chọc vừa đi đến này. Đúng là sở hữu những con Mẹc như này phải dành cho những người mà trọng đầu như thế này. Đấy bà con nhá. Con này nó là Mẹc E200 đời 2011 số tự động, động cơ 1.8, con này để cho anh em là 375 triệu đồng. Innova 2008, đó, con này thì xe gia đình sử dụng bản G xịn biển Quảng Ninh. Đó, phân vỏ nó hơi xấu xấu một chút, nó có va quẹt một chút nhưng không nặng. Đó, để cho anh em 150 bà con nhá, bản G. Đấy, tiếp tục là Fortuner em đang đi, con này là 2012 form mới số tự động, động cơ máy xăng 2 cầu. Đó, chiếc xe đang đeo tên tư nhân chính chủ biển Bắc Giang, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 390 triệu đồng. Đó bà con nhá. Đấy, có rất nhiều xe cho mọi người luôn ạ. Đấy, tiếp tục về đây là Moling SNX 2009 số tự động, động cơ của nó là 1.0, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, chiếc xe đang đeo biển Hải Phòng, 15A08794. Đó, con này để cho anh em 169 triệu đồng này. Gencha 2009 số tự động, số sàn máy của nó là 1.5, con này xe gia đình sử dụng, con này để cho anh em 100 triệu đồng tròn này. Tiếp tục là Chevrolet Cruze đời 2016 2017, con này một chủ từ mới, số sàn động cơ 1.6 biển Quảng Ninh, biển Phú Thọ nhá. Em để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 265 triệu này. Đấy, Moling 2008 bản SLX xe đã rút sơ rồi và các bác chỉ việc bấm biển ra tên thôi nhé, để cho anh em là 145 triệu này. Đấy, Moling 2016 bản SI số tự động, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, 15K này. Đấy, 34057 để cho anh em 260 triệu nhé. Đấy, Hyundai Grand i10 đời 2015, con này bản nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, biển 36 tỉnh Thanh Hóa nhé, 13675, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 160 triệu đồng được nhá. Tiếp tục là Hyundai Accent đời 2010, một mẫu xe tư dân gia đình sử dụng, máy 1.4, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, để cho anh em 145 triệu này. i10 2015 bản sedan hai đầu, nhập khẩu 1.2 bản thiếu. Con này có qua dịch vụ rồi, về tên tư nhân rồi, để cho anh em 190 này. Toyota Vios đời 2013, con này nó là phiên bản số sàn, máy của nó là 1.5e, con này thì để cho anh em 199 triệu đồng nhé, màu vàng cát, biển 12 của tỉnh Lạng Sơn nhé. 199 triệu đồng nhé, Toyota Vios bản E số sàn ạ. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Mazda 3 đời 2014, Mazda 3S đời 2014, phiên bản số tự động, động cơ 1.6, chiếc xe đang đeo biển 15K27800, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 200 bao nhiêu, con này để cho anh em là 315 triệu đồng, xin lỗi quý vị anh chị khách hàng nhé, 315 triệu đồng một chiếc Mazda 3S ạ. Tiếp tục là Vios E2012 bản đủ số sàn, con này thì cũng đã qua dịch vụ rồi nhé, về tên tư nhân chính chủ biển Nam Định rồi, để cho anh em 199 triệu đồng. Một chiếc Mazda 3 đời 2018 bản phanh tay điện tử, tên tư nhân chính chủ, một chủ từ mới biển Hải Dương, xe chạy cũng được khoảng tầm 10 vạn rồi. Và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 460 triệu đồng có thương lượng nhé, có thương lượng luôn ạ. Hyundai i20 đời 2011 số tự động, động cơ của nó là 1.4, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, máy 1.4 2011, để cho anh em 2 đồng tư này. Đây em đang có Mazda 3 đời 2016, con này nó là phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.5, xe đeo tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, đã rút được sơ gốc rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên thôi, để cho anh em là 355 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2025 nhé. Hyundai Accent đời 2016 bản Blue số sàn, động cơ của nó là 1.4,
Con này thì đang đeo biển Panama 36132 và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 275 triệu đồng này. Ở đây em đang có Mazda 3S đời 2014 ạ. Con này 2013, con này đã rút sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển vào tên thôi nhá. Con này 2014 không phải 2013. Con này để cho anh em đâu đó khoảng bao nhiêu đấy, con này mới về đây 2013. 2014 nhá, con này 2014 số sàn. Con này đang đeo biển Thái Nguyên ạ. Con này để cho anh em có 309 triệu đồng thôi. 309 triệu đồng một chiếc Mazda 3S đời 2014 ạ. Số tự động, động cơ 1.6 nhá. Bên cạnh đây thì em đang có Hyundai i30. Con màu đỏ đây ạ, Hyundai i30 biển Phú Thọ này, 19A này, 54107. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 245 triệu đồng nhé. Đời 2009, bản số tự động, động cơ 1.6 nhập khẩu quý trước của Hàn này. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe đến từ thương hiệu của VinFast. Đây là một mẫu xe người Việt dùng hàng Việt này, 30G2805. Một chiếc VinFast Fadin sản xuất năm 2019 bản Plus, tư nhân gia đình sử dụng, một chủ từ đầu sử dụng, chạy chuẩn 5 vạn, xe zin cả xe không lỗi, để cho anh em 295 triệu đồng nhé. Tiếp tục là Kia Cerato đời 2020. Kia Cerato đời 2011, con này là phiên bản số sàn, số tự động, động cơ 1.6, chiếc xe đang đeo biển 98A 64804, để cho anh em 250 triệu nhé. 1.6 số tự động ạ. Vâng, ở đây em đang có cho anh em một chiếc Toyota Vios màu đỏ đây. Con Vios màu đỏ này thì sản xuất năm 2016, máy 1.5E, một chiếc xe đã rút sơ rồi, về các bạn chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Bản E xịn, xe gia đình sử dụng, máy zin, keo chỉ zin nhé, để cho anh em 255 triệu này. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Avante đời 2020. Hyundai Avante đời 2013, con này là bản số sàn, máy của nó là 1.6, xe đã rút sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên thôi, để cho anh em đâu đó khoảng tầm 199 triệu đồng thôi. Hyundai Avante nhé. Đấy, Toyota Vios đời 2009 ạ. Con này Toyota Vios đời 2009 bản E số sàn, biển Hải Phòng, biển Quảng Ninh, 14A này, 06163. Con này tư nhân gia đình sử dụng, không khoan đục, không taxi dịch vụ gì nhé. Để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 175 triệu đồng thôi, 175 triệu đồng. Vâng, tiếp tục đêm đang có cho anh em một chiếc Mazda 6 đời 2015 bản 2.5, một chiếc xe tên tư nhân gia đình sử dụng, biển Quảng Ninh, 14A16469, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 395 triệu đồng nhé. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Chevrolet Avel đời 2017, số tự động, động cơ của nó là 1.4. Chiếc xe thì đang đeo biển 30E của thành phố Hà Nội, và để cho anh em là 225 triệu đồng, số tự động đời 2017 nhé, rất là cao, rất rẻ luôn. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mazda. Con này đó là Mazda 2 đời 2015 bản nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Chiếc xe đang đeo biển 18A23092, con này để cho anh em đâu đó khoảng 325 triệu đồng nhé. Bao rút hồ sơ và hỗ trợ cho anh em về thủ tục sang tên, bấm biển. Xe thì cam kết cho anh em nguyên zin cả xe không lỗi bà con nhé. Nguyên zin cả xe luôn, không lỗi luôn nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Honda Civic đời 2008, số tự động, động cơ của nó là 2.0 bản phun kịch, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 215 triệu đồng này. Toyota Vios đời 2015 bản E số sàn, đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 250 triệu nhé bà con nhé. Đấy. Tiếp tục là Honda City ạ. Honda City sản xuất năm 2015. Con này nó là 1.5 CVT, con này đang đeo biển Hà Nội, 30A này, 81263. Tư nhân gia đình sử dụng, một chủ từ đầu sử dụng, con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 335 triệu đồng nhé. Đấy. Tiếp tục là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Toyota Vios. Đây là một chiếc Toyota Vios đời 2018 bản E số sàn. Con này thì đã qua dịch vụ rồi, về tên tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, để cho anh em 279 triệu đồng nhé. Vâng, đây là Hyundai Avante các bạn ơi. Hyundai Avante này, con này sản xuất năm 2011, phiên bản số sàn, máy 1.6 ạ. Xe gia đình sử dụng, keo chỉ, máy số zin 100%, để cho anh em 209 triệu đồng nhé các bạn nhé. Đấy. Tiếp tục đây em đang có Kia K3 đời 2014, số tự động, động cơ 1.6, xe đã rút hồ sơ rồi, về các bác bấm biển vào tên thôi, với giá có 328 triệu đồng này. Đấy, bên cạnh đó là một chiếc Mazda 3S đời 2014, con này là phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.6, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Chiếc xe đang đeo biển Nam Định, tư nhân gia đình sử dụng, và để cho anh em đâu đó khoảng 315 triệu đồng nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Ceda Forte đời 2011, biển 34A24289 ạ, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 246 triệu đồng nhé, số tự động. Vâng ạ, ở đây em đang có cho anh em ạ. Con này nó là Hyundai Grand i10 đời 2020. Hyundai Grand i10 đời 2015 bản thiếu số sàn, sedan hai đầu, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, taxi ra nhá. Để cho anh em 190 này. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Chevrolet Spark biển 29A này, 23082. Con này thì nó là một chiếc xe 5 chỗ này, nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nhiên liệu bà con nhá. Hiện tại thì như chiếc xe này ạ, bên em đang bán là 78 triệu đồng đời 2011 ạ. 78 triệu đồng đời 2011 các bạn nhá. Đấy, nội thất của nó rất là đẹp, 78 triệu đồng đời 2011 này. Đây là 34A này, 25397 Moling 2011, phiên bản số sàn, máy 1.1, bản thiếu taxi ra, con này để cho anh em là 98 triệu này.
Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Chevrolet Aveo đời 2000 bao nhiêu, Chevrolet Aveo đời 2017 phiên bản số sàn máy 1.4 nhá, để cho anh em có 179 triệu đồng thôi, xe đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển vào tên thôi, đời cao form mới giá rẻ có 179 triệu đồng thôi. Tiếp tục là Mazda 3S đời 2013, con này là phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.6, xe thì nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan, đã rút hồ sơ rồi, biển này là biển Bắc Linh, đấy, tư nhân chính chủ của một chị gái làm giáo viên ở Bắc Linh. Con này để cho anh em có 289 triệu đồng, 85 triệu đồng thôi là anh em lên đường. Đấy, còn nhá, Mazda 3S đời 2013 nhé. Moling 2012 ạ, Moling 2012 biển 15A77394 ạ, con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 98 triệu đồng thôi. Xe thì lên full đồ chơi rồi nhé, la răng đúc bốn bánh theo xe này. Đấy, tiếp tục là một chiếc Moling 2012, con này cũng tên tư nhân này, biển 15K31401, có để cho anh em cũng 98 triệu đồng này. Đấy, toàn bản thiếu số sàn taxi ra nhé. Tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc xe Forerunner đời 2000 bao nhiêu, Forerunner đời 2008, con này là đời 2008, số sàn máy dầu 2 cầu, chiếc xe đang đeo biển Thái Nguyên nhá, máy dầu nhá, để cho anh em 185 triệu nhá. Kia Rio này thì em bán rồi này, con Rio này thì em bán rồi các bạn nhá, bán rồi này. Tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc xe Toyota Vios đời 2010, con này số sàn bản thiếu Nimo lưng phun kịch đồ, máy 1.5, biển Hải Phòng tên tư nhân, để cho anh em 138 triệu đồng còn nhá. Đấy, tiếp tục là một chiếc xe Mercedes 250, con này thì nó là phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.8 bản máy eco nhá, con này là form mới 2012, xe biển Hải Phòng, đã rút hồ sơ rồi, về để cho anh em 350 nhé. Tiếp tục là Hyundai Accent đời 2011 phiên bản số tự động, động cơ 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, chiếc xe đang đeo biển 36A01946, để cho anh em 275 triệu đồng số tự động nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc 1.4 Hyundai Accent bọn nhé. Honda Civic, Honda City, con City này thì nó là màu đỏ đời 2017 và phiên bản của nó là phiên bản số tự động, động cơ 1.5 hộp số CVT, xe thì đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên thôi, để cho anh em có 368 triệu đồng thôi nhé. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Accent đời 2011 màu trắng, chiếc xe đang đeo biển 34A này, 73167, cũng là số tự động, động cơ của nó là 1.4, con này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, để cho anh em 269 triệu đồng. Kia Morning đời 2009 số sàn, số tự động, con này là 2009 số tự động, động cơ của nó là 1.0, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc đời 2009 nhé các bạn nhé, để cho anh em có 158 triệu đồng thôi, bản SNX bà con ạ, rất là đẹp đúng không ạ. Bán tải tàu, con này nó là một chiếc Premium Max, sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, máy của nó là máy dầu 2.5, chiếc xe đang đeo biển Bắc Giang, tư nhân chủ đủ nhé, đời 2014 ạ, niên hạn còn rất là dài, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 140 triệu nhé. Innova 2013 bản E số sàn, tên tư nhân, gia đình sử dụng, không taxi dịch vụ nhé. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, về các bác bấm biển vào tên thôi, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 275 triệu đồng. Innova E 2018 số sàn bản E, con này có qua dịch vụ nhé, trước đây là taxi ra và đã về sơn si đẹp rồi. Máy zin, keo chỉ zin nhé, có mỗi điều taxi ra chạy nhiều thôi, để cho anh em là 418 triệu đồng. Fortuner 2009 ạ, con này là Fortuner 2009, số tự động, động cơ máy xăng 2 cầu. Chiếc xe thì đã rút hồ sơ rồi, về các bác bấm biển vào tên để cho anh em 301 bao giao tên nhé. Tiếp tục đêm đã có Hyundai Tucson, một mẫu xe 5 chỗ gầm cao, giá rẻ, chiếc xe thì chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi. Nhưng anh em đã có được một chiếc xe Hyundai Tucson 2009, máy xăng 2.0, số tự động, 2 cầu, 5 chỗ nhé, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, và để cho anh em là 225 triệu này. 7 chỗ hay còn gọi là 5 chỗ cộng 2, một chiếc Chevrolet Vivante đời 2008, số tự động, động cơ của nó là M2.0, biển Hà Nội, để cho anh em 135 triệu này. Tiếp tục là một chiếc Innova 2009, Innova 2009 bản V số sàn, số tự động, bản V số tự động, động cơ 2.0, biển Quảng Linh, 14A21654 ạ, con này để cho anh em loanh quanh là 265 triệu nhé. Tiếp tục là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Trung Quốc ạ, con này nó là một chiếc Reuter T700, con này thì tại là để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 299 triệu đồng, đời 2018, số tự động, động cơ 2.0, nhập khẩu nguyên con, tư nhân chủ đủ, không taxi dịch vụ, và để cho anh em giá rất hời nhá, rất đẹp luôn ạ. Alo ạ. Dạ. Vâng vâng, thế tí em gọi điện lại nhé, tại em đang quay xe một chút. Vâng, nhưng mà em đang quay xe, chờ em tí em gọi lại nhé. Chiếc xe đang đeo biển là 30A này, 16560 này. Chiếc xe hiện tại là Innova G 2007, để cho anh em 185 triệu nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Toyota Innova 2014 bản RI số sàn, động cơ của nó là 2.0, chiếc xe đang đeo biển 36A 51130, để cho anh em 250 nhé, đời 2014 bản 2.0 số sàn nhé.
Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em Innova đời 2020 ạ. Con này đời 2018 ạ, con này đời 2018 biển 34A79718, con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 420 này. Đó, tiếp tục là một chiếc xe Innova G2006. Tuy đời sâu một chút nhưng nó là xe gia đình sử dụng và bản G đẹp. Bản G xịn biển Bắc Giang để cho anh em 175 triệu nhé. Tiếp tục là Mazda CX-5 đời 2015. Con này nó là phiên bản số tự động động cơ 2.0 2 cầu. Chiếc xe đang điều biển Hà Nội 30A84146 để cho anh em là 455 triệu nhé các bạn nhé. Fortuner đời 2013, con này là phiên bản số sàn, số tự động máy dầu, máy xăng 2 cầu 2.7. Chiếc xe này hiện tại tôi đang để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng tầm 399 triệu đồng. Bên em hỗ trợ cho anh em về thủ tục rút hồ sơ sang tên nhé. Xe đẹp lắm, đúng không? Đời 2013. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Carian đời 2016, số sàn động cơ của nó là 2.0. Xe thì đã rút sơ rồi, về các bác bấm biển vào tên thôi. Và giá để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 275 triệu đồng thôi, em bao ra tên nhé. Mazda 3 đời 2015, con này nó là phiên bản số tự động, động cơ của nó là máy xăng 1.5. Con này thì tư nhân gia đình sử dụng, chính chủ biển Hà Nội đã rút sơ rồi, về bấm biển vào tên thôi. Và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 368 triệu đồng còn nhé. Toyota Innova đời 2011 bản G, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng biển Hà Nội để cho anh em 225 triệu đồng này. Đấy, Mazda CX-5 đời 2014 màu vàng cát. Con này thì tên tư nhân chính chủ, xe đẹp không lỗi, biển Hà Nội một chủ từ mới nhá. Để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 455 triệu nhá. Đấy. Tiếp tục là Ford Everest đời 2000 bao nhiêu. Ford Everest đời 2006 máy dầu số sàn một cầu. Chiếc xe 7 chỗ máy dầu 2.5 nhá. 2006 để cho anh em 165 triệu này. Tiếp tục là Fortuner 2000 bao nhiêu. Fortuner này đời 2009 biển 34A này. 71828 để cho anh em là 295 triệu nhá. Máy xăng 2 cầu số tự động 2.7. Innova 2016 bản E số sàn. Đây là một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, một chiếc xe rất là đẹp. Đời 2016 bà con nhé, bản E màu này là màu lòng súng nhá, xe gia đình sử dụng biển Hải Phòng đã rút sơ rồi. Để cho anh em 395 triệu đồng bên em bao tên ạ. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Mazda 3 Mazda Premacy sản xuất năm 2003, số tự động động cơ của nó là 1.6 nhá. Con này là 1.8 mà con này biển Hải Phòng để cho anh em 125 triệu đồng này. Honda Civic đời 2000 bao nhiêu. Honda Civic đời 2007 số tự động động cơ máy xăng 2.0. Con này đoàn phun kịch biển Hà Nội để cho anh em 209 triệu đồng nhé. Mitsubishi Outrage ạ. Đây là một mẫu xe khá đẹp và khá chất lượng cho anh em nhé. Siêu lành, siêu biết, tiết kiệm và đời cao luôn. Đời 2016 số sàn bản đủ 1.2. Xe đã rút sơ rồi để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 215 triệu đồng bên em bao tên nhé. Tiếp tục là một chiếc Toyota Vios đời 2021 số sàn. Máy 1.5 bản E biển Vĩnh Phúc, còn để cho anh em 395 triệu đồng nhé. Gọi là 390 triệu đồng hoặc 385 triệu đồng hoặc là 370 triệu đồng hay là 380 triệu đồng anh em gọi cho em nhé. Một chiếc xe có 50 triệu thôi. Con này đó là một chiếc xe biển 22A00146 00046 nhé. Con này để cho anh em với giá 50 triệu và con nhé. Suzuki Fandin sản xuất năm 2007, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2025. Động cơ của nó là 1.0 5 chỗ, rất là cao giáo và sạch sẽ nhé. Con này con Nifan đến từ Trung Quốc này, 65 triệu đời 2008 này. Đấy. Tiếp tục thì vào trong đây thì em đang có một cái dàn xe Morning i10 Sparkmatic, em báo giá nhanh cho anh em. Và còn các bác chị em nào đang quan tâm về dòng xe nào thì cứ mạnh dạn lên alo cho em nhé. Quý khách hàng cứ mạnh dạn lên là có xe đi lại thôi. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc i10 đời 2000 bao nhiêu. i10 đời 2015 bản thiếu số sàn taxi ra, đã về tên tư nhân chính chủ biển 20 năm rồi, để cho anh em 148 triệu đồng thu hồi vốn nhé. Tiếp tục là i10 2018, con này nó là phiên bản số tự động, động cơ 1.2, xe đã rút sơ rồi, về các bác bấm biển vào tên thôi. Màu trắng ngọc trinh và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 315 triệu đồng bên em bao tên nhé. Có hỗ trợ góp cho anh em nhé. Đấy. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Morning đời 2010, con này nó là bản SRX biển 15A35645 để cho anh em 170 triệu này. Số tự động nhé. Tiếp tục đây là số sàn đời 2012, con này là phiên bản số sàn bản thiếu taxi ra biển Bắc Hà Lan mà để cho anh em là 215 triệu này. Morning nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số sàn động cơ 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc biển Hà Nội để cho anh em 125 triệu đúng giá nhé. Rẻ luôn ạ. Tiếp tục i10 đời 2014 bản đủ số sàn, và để cho anh em 176 triệu đồng, máy 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Morning 2012 phiên bản số sàn máy 1.1 4 máy, con này để cho anh em là 109 triệu đồng thôi nhé bà con nhé. Đấy. Tiếp tục là Wego, con này bán rồi này. Morning C 2015 bản đủ số sàn để cho anh em 180 triệu nhé, máy 1.25. Đấy. Tiếp tục là một đôi Morning 2015 phiên bản số bản thiếu số sàn taxi ra máy 1.25, đều mang tên tư nhân chính chủ biển Thái Bình hết, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 158 triệu đồng, có bớt có thương lượng sâu cho anh em. Tiếp tục là i10 bản đủ đời 2015, còn để cho anh em là 185 triệu, đời 2015 bản đủ số sàn 1.0 một con nhé.
Tiếp tục là Morning 2015 bản đủ số sàn 1.0 à 1.25. Bản đủ này thì nó có túi khí, của ABS, có gương kính chỉ điện, có đèn bi salon siêu sáng, na đang đúc, gương kính cục xòe đầy đủ hết, và để cho anh em loanh quanh 175 triệu đồng nhé. Đấy, spec thì nhà em đang có spec như con này là biển 98A này, 05542, 2009, để cho anh em 68 triệu đồng nhưng mà trên 60 triệu đồng một tí này em bán này. Đấy, ASEAN 2014 số tự động động cơ 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc ạ. Bản hatchback một đầu có để cho anh em 290 triệu đồng nhé. Tiếp tục là mo spec van ạ. Con spec van này sản xuất năm 2017. Con này nó là phiên bản số tự động động cơ, số sàn. Động cơ của nó là 1.2. Con này là động cơ 1.2 4 máy nhé, để cho anh em 148 triệu này. Tiếp tục là Morning 2016 bản thiếu số sàn taxi ra này, để cho anh em loanh quanh 165 triệu đồng này. Y20 đời 2011 bản đủ ạ. Con này là full kịch và số tự động động cơ 1.4 nhé. Con này để cho anh em loanh quanh là 240 này. Spark 2010 để cho anh em 73 triệu nhé. Spark, Chevrolet Spark 73 triệu. Tiếp tục là Suzuki Swift sản xuất năm 2008 nhập khẩu người trước ở Nhật Bản. Chiếc xe thì hiện tại là đang đeo tên tư nhân biển Hải Phòng 15K33944 ạ. Có để cho anh em là 100 bao nhiêu ạ? 95 triệu đồng nhé, Suzuki Swift ạ. Morning 2018 bản thiếu số sàn taxi ra, xe đã rút hồ sơ rồi, để cho anh em 175 triệu này. VinFast Fadil sản xuất năm 2020, bản thì này là bản Pay nhé, số tự động động cơ 1.4, tư nhân gia đình sử dụng, một chủ tự động sử dụng, biển Thái Bình. Xe đã rút hồ sơ rồi, về các bác bấm biển vào tên thôi, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 285 triệu này, 285 triệu nhé các bạn nhé. Đó, VinFast Fadil này. Tiếp tục là một chiếc Morning số sàn 2016 bản thiếu taxi ra, để cho anh em 165 triệu này. Còn lại Morning 2011 số sàn bản thiếu taxi ra này, còn để cho anh em 115 triệu biển 17 Thái Bình nhé. Ở đằng trước kia thì em còn một số cái dòng xe nữa. Vậy bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng xe nào ở đó thì hãy qua bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè, hút thuốc nào cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Đây em đang có cho anh em mấy mẫu xe nữa đây. Hyundai Avante đời 2015, con này là bản đủ số sàn nhé, để cho anh em 250 nhé, máy 1.6 nhé, Hyundai Avante ạ, phân khúc hạng C luôn. Ở đây em đang còn một cái dàn xe nữa này, sedan hai đầu còn đâu khoảng 30 chiếc nữa này, em sẽ giới thiệu đến cho anh em luôn nhé. Đấy, Hyundai Elantra 2011 số sàn máy 1.6 đã rút hồ sơ rồi, về bấm biển vào tên thôi, để cho anh em 179 triệu đồng. Hyundai Grand i10 đời 2017 bản này là bản sedan hai đầu, máy 1.2 bản thiếu thôi, nhưng mà nó xe gia đình sử dụng, không khoan đục taxi gì, để cho anh em 201 bao giao tên nhé. Đấy. Tiếp tục là Toyota Vios bản E số sàn đời 2013, con này thì 2013 nhé, con này đã rút sơ rồi và bấm biển ra tên thôi, con này nó cũng dịch vụ ra rồi. Đấy, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 209 triệu đồng. Đấy, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe đến từ thương hiệu của Gencha. Con này là Daewoo Gencha nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, biển 29A14009 ạ. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 30 triệu đồng một con nhé. Hyundai i10 đời 2018, con này nó là phiên bản đủ số sàn, máy 1.2, một chiếc xe đời 2018, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 275 triệu đồng. Đấy, hoặc 270 triệu đồng là cũng bán luôn. Tiếp tục là một chiếc Honda City đời 2014 ạ. Phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.5, hộp số CVT tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, và giá để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 315 triệu đồng thôi. 315 triệu đồng thôi bà con nhá. City 2014 ạ. Con này là phiên bản số tự động nhá, xe đẹp lắm. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Daewoo Nacity đời 2010. Con này nó là nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số sàn 1.6. Chiếc xe đang đeo biển 36A06263, để cho anh em 150 triệu nhé. Đấy. Honda Civic ạ. Honda Civic đời 2008, số tự động động cơ của nó là 2.0. Xe đã rút sơ rồi, và các bác bấm biển vào tên thôi, và để cho anh em là 215 triệu đồng nhé. Hyundai Grand i10 đời 2017, số sàn 1.2, chiếc xe đang đeo biển 30A này, 98030 này, có để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 265 triệu đồng. Chevrolet Cruze đời 2016 số sàn máy 1.6, con này nó là form mới biển Phú Thọ màu đỏ, để cho anh em 255 triệu đồng nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Grand i10 đời 2016 ạ. Con này là phiên bản số sàn nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, máy 1.2, gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ. Đã rút hồ sơ rồi, để cho anh em 250 triệu đồng nhé. Tiếp tục là một chiếc Daewoo Lacity Scenic đời 2009, số tự động động cơ 1.6 biển Hòa Bình, để cho anh em 170 này. Đấy. Tiếp tục ở đây đang có cho anh em một chiếc xe Hyundai Avante đời 2016, số sàn, con này nó là bản đủ, máy 1.6 nhé, để cho anh em là 265 triệu đồng, biển Hải Phòng này, Hyundai Avante này. Ford Fiesta đời 2011, sedan hai đầu, máy 1.6, tên tư nhân biển Hải Phòng, 15A05996, và để cho anh em là 210 triệu đồng một con nhé. Bên cạnh đây là một chiếc Hyundai ASEAN
đời 2014, số tự động, động cơ của nó là 1.4. Chiếc xe này đang đeo biển 34A25780 và để cho anh em lên quanh đâu đó khoảng tầm 250 triệu đồng. Vâng, có rất nhiều những cái mẫu xe mà đang có mặt tại cửa hàng. Vậy bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu thì em mạnh dạn lên alo cho em nhé. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Hyundai Accent đời 2021, bản đủ số sàn, máy 1.4, tên tư nhân chính chủ, xe đẹp không lỗi này, để cho anh em lăn quanh đâu đó khoảng 390 triệu đồng này. Hyundai Accent đời 2012, con này nó là phiên bản số sàn, máy 1.4, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, xe biển Hải Phòng đã rút hồ sơ rồi, để cho anh em 209 triệu đồng. Hyundai Elantra 2016, con này nó là phiên bản số tự động, số sàn, động cơ của nó là 1.6 bản GLS, chiếc xe đang đeo biển 35A11053, để cho anh em là 329 triệu đồng nhé. Kia Sulotto đời 2020, con này là Kia Sulotto đời 2020, phiên bản số sàn, máy 1.4, chiếc xe đang đeo biển 99A38989, để cho anh em lăn quanh đâu đó khoảng tầm là 279 triệu đồng nhé. Hyundai Accent đời 2018, con này là bản đủ số sàn, tư nhân gia đình sử dụng, không khoan đục taxi gì, chiếc xe đang đeo biển 88A207282 và để cho anh em là 325 triệu đồng này. Tiếp tục là Hyundai Accent ATH đời 2020, con này đang đeo biển 22A17244 nhé, sản xuất năm 2020, số tự động, động cơ 1.4, lên full đồ chơi bản ATH nhé, con này để cho anh em lăn quanh là 415 triệu đồng bên em bao tên ạ. Spark con này là 2009, con để cho anh em 68 triệu đồng này, 68 triệu đồng nhé, Spark 2009. Tiếp tục là Accent 2020, con này đang đeo biển Thái Bình nhé, để cho anh em 330 này. Đấy, số sàn bản thiếu taxi ra nhé, bà con nhé, nói luôn cho anh em để anh em hiểu này. Tiếp tục là Hyundai i10 đời 2017, con này nó là bản sedan hay đầu, bản đủ số sàn, nhập khẩu nguyên chiếc với giá chỉ có 248 triệu đồng thôi, bản sedan hay đầu, máy 1.2, đấy, biển 89 nhé, đấy, rất đẹp luôn. Mọi người là đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe nào đó thì hãy mạnh dạn lên alo cho em nhé. Đấy, bà con các bác xem ở đây Hyundai i20 đây, con i20 này sản xuất năm 2011, biển Hà Nội này, 29A36587, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 248 triệu đồng. Đấy, bà con thấy không ạ? Có rất nhiều xe đang có mặt tại cửa hàng bên em. Vậy thì bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe nào đó thì mạnh dạn lên alo trực tiếp cho Thanh ô tô Hải Phòng nhé. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng của quý bà con đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình ở những video tiếp theo nhé.